Các bạn, bài hôm nay sẽ là bài 43 trong giáo trình guitar cấp tốc. Bài hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chuyển hợp âm giữa nhịp. Thế nào là cách chuyển âm giữa nhịp? Thì mình sẽ ví dụ để các bạn hình dung trước chuyển âm giữa nhịp là như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để các bạn tập. Sau này các bạn áp dụng điểm hát cho rất nhiều bài và rất nhiều câu hát. Các bạn phải sử dụng hợp âm giữa nhịp, các bạn nghe nó mới hay được. Chứ các bạn để hợp âm ngay nhịp như bình thường, như những bài trước đây thì nó không hay bằng đâu nha các bạn. Rồi, ví dụ như là bài ở quả xứ nhà nàng đi. Tim tim người mùi hương mưa ngày mai lứa đôi. Ở đoạn 1 không cần giữ nhịp đâu. Đoạn 2 nè. Nụ hoa con giữ nhì vàng, nụ hoa con thắm nhì vàng. Chỗ này là thứ vàng chắc nàng yêu tình tôi. Chỗ này là thứ. Bài này các bạn đã được tập rồi đó ha. Rồi thì bây giờ chuyển âm giữ nhịp thì ngay chỗ này các bạn chèn một âm vào nữa. Nụ hoa con thắm nhì vàng rồi thứ nè. Chắc nàng yêu tình tôi. Ngay chỗ chắc nàng, ngay chữ nàng á, các bạn cho một âm giữa nhịp là mi bảy. Cái cách này thì nó nôm na nó cũng như là các bạn chèn hợp âm màu. Sau này mình sẽ chia sẻ các bạn cách chèn hợp âm màu. Chèn âm màu nó sẽ khó hơn giữa nhịp chút xíu. Giữa nhịp thì các bạn chỉ sử dụng những hợp âm quanh quẩn đi theo tông la thứ thôi. Còn sau này hợp âm màu sẽ có những hợp âm khác nữa nha. Nhưng mà các bạn chuyển được giữa nhịp rồi thì sau này áp dụng hợp âm màu nó sẽ đơn giản hơn thôi. Các bạn nắm được cái cách rồi thì chỉ cần biết tông hợp âm đó, hợp âm màu có đi theo là gì. Rồi bấm âm đó là các bạn chuyển được liền ha. Rồi trước hết thì cứ tập chuyển giữ nhịp đi nha các bạn. Rồi thì mình ví dụ các bạn hai cái nè. Cái thứ nhất là đàn ngai nhịp, các bạn nghe sẽ không hay bằng. Cái thứ hai là sẽ chèn một âm giữ nhịp vào, chèn cái mi bảy vào ha. Rồi cái thứ nhất nè, đàn bình thường như những bài trước các bạn tập. Nụ hoa con thắm nhi vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Đó, không chèn mi bảy. Nụ hoa con thắm nhi vàng rời thứ, chắc nàng hiu tính tối về lại là thứ, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ chèn giữ nhịp, tức là đưa cái hợp âm mi bảy vào, các bạn sử dụng mi trưởng cũng được ha, vào ngay chỗ chắc nàng. Rồi các bạn tham khảo nè. Nụ hoa con thắm nhi vàng, chắc nàng hiu tình tối. Các bạn nghe nó sẽ hay hơn nhiều ha. Rồi thì để mà chuyển âm được dễ nhịp như vậy, quan trọng các bạn phải tập hai cái tay trái và tay phải làm sao cho nó đều để các bạn không bị khựng, không bị vấp. Tại vì thường hết nhịp các bạn chuyển thì nó đơn giản rồi, bum tằng tăng tắn chát, bum chát bum chát, chuyển xong cứ đàn bum tằng đàn lại từ đầu thì nó đơn giản rồi ha. Nhưng mà khi chuyển giữa nhịp thì chưa có hết nhịp đâu mà các bạn chưa hết, tức là một nhịp của bolero dựa oboe căn bản nha. Bum tằng tăng tắn chát, bum chát bum chát là một nhịp ha. Rồi cứ tiếp tục như thế làm hoài, chuyển âm khác cứ làm hoài thì nó đơn giản. Còn bây giờ chuyển giữa nhịp thì nó chưa hết một cái nhịp đó mà các bạn phải chuyển rồi. Rồi tới hết một nhịp các bạn phải chuyển lại một âm khác nữa. Đó, ví dụ từ rê qua mi trở lại la. Đó. Rê. Rồi đàn chưa hết nhịp phải chuyển qua mi. Rồi tới khi hết nhịp mới chuyển lại la. Nó giống như cái câu nãy mình ví dụ các bạn đó. Rồi, thì nên quan trọng là các bạn tập làm sao để cho cái tay phải và tay trái nó đồng bộ với nhau. Tức là việc thằng nào nấy làm. Tay phải làm việc tay phải, cứ đàn đều tay bum tằng tăng tắn chát, bum chát bum chát, bum tằng tăng tắn chát, bum chát bum chát. Còn tay trái chuyển hợp âm là việc của tay trái. Khi thấy hợp âm đó nó giữa nhịp hay ngai nhịp không cần biết thì tay trái cứ chuyển ngay hợp âm đó, còn tay phải thì cứ điều tay mà đàn. Không hai thằng này, không thằng nào bị chi phối hay là phân tâm lẫn nhau nha. Đó, các bạn lưu ý đó. Mà để tập được cho hai tay này mạnh, việc nào việc của tay nào để làm thì các bạn tập như thế này, rất đơn giản thôi. Thì bây giờ các bạn lưu ý cho mình, khi chuyển giữa nhịp thì hợp âm nó sẽ nằm ngay, thông thường nha các bạn, chứ không phải tất cả nha. Nó sẽ nằm ngay phách 3, thông thường những bài hát thông thường mà các bạn thường nghe các bạn, nói chung là những bài hát thông dụng đó. Tuy nhiên vẫn có một số bài không phải chuyển ngay phách 3 ha. Nhưng mà khi các bạn chuyển được rồi thì cho dù nó nằm ngay phách nào các bạn cũng chuyển hết, tại vì các bạn cảm nhận được rồi. Tay trái tay phải hoạt động độc lập được rồi. Thì khi cái câu hát hợp âm đó nó nằm ngay phách mấy không cần biết, các bạn vận chuyển được. Cho nên trước mắt thì các bạn tập như vậy cho mình. Lưu ý ngay phách 3. Tức là điệu bolero bum tằng tăng tắn chát bum. Đó. Bum cái bass đầu tiên là phách 1, tằng tăng tắn là phách 2, chát bum phách 3. Đó, ngay này nè, ngay phách 3 này lưu ý cho mình, ngay phách 3 này. Chát bum là phách 3, rồi chát bum là phách 4, rồi chát hết nhịp quay lại từ đầu. Bum tằng tăng tắn chát bum. Đó, lưu ý cái ngay phách 3 chát bum này cho mình nha. Rồi. Là các bạn sẽ chuyển hợp âm giữ nhịp ngay chỗ này. Chát bum chát, chuyển xong mới đàn cái bum. Đó, ví dụ từ rê nè. ví dụ rê nha, là các bạn đàn bát tăng 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 chát nó, nhưng mà chuyển qua mi đi rồi mới đàn cái bum bum, rồi cứ tiếp tục chát bum chát, chuyển lại là bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum. Đó là lưu ý chuyển là chuyển ngay chỗ đó. Rồi quay lại cái câu hát lúc nãy, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng hiểu tin tôi, thì các bạn thấy nè, cái chỗ cái mi bãi chắc nàng là sẽ chuyển ngay cái bum nữa ha, chát bum. Nhưng mà khi chát xong các bạn chuyển hợp âm liền, chuyển qua mi bãi liền, rồi sau đó mới đàn cái bum. Đàn cái bum xong thì vẫn giữ mi bãi và cứ hát tiếp và đàn tiếp chát bum chát, dạng vậy ha. Rồi tới bum cuối cùng thì mình về là la thứ. Rồi ví dụ nè, chậm nè, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng thiêu tình tôi, vậy đó. Đó lại ha, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng thiêu tình tôi. Đó lại ha, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng, chắc nàng nè, đó là ngày 17 nè, là bum chắc nàng. Rồi mình cứ tiếp tục chắc bum ha. Thì nhưng mà lối đến khi đó thì mình hát tiếp hiểu tình tôi, vậy đó nha. Rồi ví dụ lại, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng hiểu tình tôi. Đó tới tôi về lại là thứ, chậm lại với các bạn nè, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng hiểu tình tôi. Nó các bạn dựa vô cái nhịp của bô rô căn bản bum tăng 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 chát bum chát bum chát ha, và dựa vô câu hát này các bạn sẽ thấy sẽ chuyển ngay cái bum ngay phép 3 ha. Rồi lại nè, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng yêu tình tôi. Đó các bạn chuyển vậy được rồi, các bạn tăng tốc lên, nụ hoa còn thắm nhi vàng chắc nàng yêu tình tôi. Đó, hoặc là cũng bài này mà đóng cuối đi, làm sao nàng nỡ phu phàng để tình tôi dở dang. Đó cũng bài Quạt Tiếng Nàng nhưng mà đoạn cuối thì cũng y vậy thôi ha, làm sao nàng nỡ phu phàng để tình tôi dở dang. Đó cứ tiếp tục dạng vậy đó, tức là các bạn lưu ý cho mình ngay cái bum đó. Mình ví dụ bài khác chút xíu, mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để các bạn chuyển giữ nhịp rất là đơn giản thôi ha. Ví dụ trước để các bạn hình dung đi đã ha, một số bài quen thuộc của các bạn nè, ví dụ bài Giọng Ca Dĩ Vãng đi. Đó, quá xứ nhìn này, giọng ca dĩ vãng, giọt lệ đầy trang đi buồn tính lẽ, rồi những đầu qua sim gì được cô đơn, rất là nhiều bài quen thuộc ha. Bây giờ Giọng Ca Dĩ Vãng đi, ví dụ như cái đoạn đầu tiên, ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, ở cuối đoạn là em núng niu cười nói sai là tay ánh. À, cuối đoạn đó là như vậy. Thì nè, em núng niu cười nói sai là tay ánh, nó vậy ha. Bum tăng 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 chát, chuyển xong thì cứ đàn chát bùm chát, rồi cứ quay lại từ đầu bum tăng 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 chát bum chát bùm chát ha. Tay trái chuyển thì mặt tay trái, tay phải cứ như thế đàn hoài nha. Rồi lại, em nũng niu cười nói sai là vai anh. Được rồi, tăng tốc lên, em nũng niu cười nói sai là vai anh, vậy đó ha. Đó thì các bạn cứ lưu ý nó chuyển ngay cái bum đó, bum tăng 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 chát, chuyển hợp âm giữ nhịp tùy theo câu hát mà hợp âm nào. Ở đây mình ví dụ là hợp âm 17 ha. Chút xíu nữa mình sẽ đưa một bài để các bạn áp dụng chuyển thử giữ nhịp ha, để cho các bạn quen tay luôn. Chát chuyển xong rồi mới đàn cái bum, rồi mới chát bum chát. Rồi coi còn âm tiếp theo thì cứ bum đàn lại từ đầu, bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum, cứ đàn suốt vậy. Khi nào thấy tứ giữ nhịp nữa thì bum tăng 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 chát bum chát bum chát, cứ như vậy đó ha. Là các bạn lưu ý ngay phát 3 các bạn chuyển ví dụ cũng bài giọng ca dĩ vãng với đoạn cuối thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng có một âm giữ nhịp nó rất là hay. Bình thường các bạn tập bài này ở những clip trước thì các bạn không chuyển giữ nhịp thì nó cũng được nhưng mà nó không hay bằng. Đó, ví dụ như đoạn cuối cung lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai, cung lỡ dây chung rồi thứ mấy ai đàn đừng sai, về lại ba thứ cũng được luôn nè. Ví dụ cung lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai cũng được luôn ha, nhưng mà không hay bằng. Bây giờ bỏ hợp âm giữ nhịp là bị bãi ngay chỗ mấy ai ha. Rồi ví dụ cung lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai. Đó, vậy đó là giữa nhịp là nó sẽ hay hơn nhớ, dạng vậy nha các bạn. Sau này các bạn sẽ áp dụng rất nhiều ha. Rồi chậm cho các bạn nè. Cung lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai. Đó, các bạn thấy ha, giữa nhịp là ngay chỗ đó đó. Tăng 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 chát, chuyển đi bãi xong mới đàn cái bum bum rồi vẫn tiếp tục chát bum về lại là thứ vậy ha. Lại nè, cung lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai. Đó, ví dụ bài khác nữa đi, bài dọc lại đề trang đi ha. Ví dụ như ở cái đoạn 2 đó, tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. Đó, cũng đeo bông đồ trượng mơ người mi bãi, chỗ này giữ nhịp này. Đẹp lâu hoa. Còn nếu các bạn không chuyển mi bãi này, cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa cũng được luôn, từ đô qua la cũng được luôn. Cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa về lại là mấy cái này ngay nhịp không ha, thì cũng được nhưng không hay bằng. Bây giờ cho cái mi bãi giữa nhịp ngay chỗ mơ người, ngay người chuyển mi bãi ha. Rồi ví dụ cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. Đó, ví dụ cũng bài đó luôn nhưng ở đoạn cuối thì nó cũng thường những bài hát là cái đoạn cuối nó giống đoạn 2 ha. Ví dụ đoạn cuối là giờ đấy mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thấy em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương giọt lệ đầy trang, tôi thoáng buồn đầu trưởng buồn thương giọt lệ đầy trang, về lại là thứ cũng được nhưng mà không hay bằng. Bây giờ đưa cái 17 vô thương giọt, ngay chữ giọt đưa 17 vô, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đầy trang. Đó là sẽ hay hơn ha. Ví dụ như em nhớ xưa rồi em khóc con buồn thương giọt lệ đầy trang. Đó là các bạn đưa cái hợp âm giữa nhịp là đưa ngay chỗ đó ha. Các bạn cứ lưu ý ngay cái bông đó là được. Đó, đó là một số bài mà mình ví dụ để các bạn hình dung giữa nhịp là gì. Là tức là chưa hết câu hát. Bình thường hết câu hát, hát hết câu các bạn chuyển hợp âm, hát hết câu chuyển một hợp âm. Bây giờ chưa hết câu hát, hát mới hát 2 chữ hoặc là 3 chữ tùy bài ha, thì các bạn phải chuyển hợp âm rồi. Đó, cho nên là đó là chuyển hợp âm giữa nhịp. Rồi bây giờ để tập như thế nào để cho tay trái tay phải nó không bị phân tâm, không bị phân tâm lẫn nhau, mạnh việc tay nào để làm, thì các bạn sẽ tập như thế này cho mình, rất đơn giản thôi. Dựa vào bô căn bản bum tăng 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 chát bum chát bum chát, là lưu ý ngay cái bum ngay phát 3 nha. Bum tăng 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 chát, chuyển xong đàn bum chát bum chát. Đó, các bạn cứ đọc như vậy, bum tăng 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 chát chuyển bum tát bum chát. Rồi hết cứ quay lại từ đầu, bum tăng 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 chát chuyển xong đàn bum chát. Rồi bây giờ các bạn cứ bấm 2 hợp âm cho mình thôi. Trước hết thì trên tâm la thứ ha, 6 âm, trước hết 2 âm, hợp âm nào cũng được, 2 hợp âm chuyển qua chuyển lại thôi để làm quen cho 2 cái tay nó quen, nó đều trước đã, sau đó bắt đầu mới đi quanh quẩn hết 6 âm. Tại vì sau này khi áp dụng vào một bài hát thì nó sẽ 6 âm và hợp âm giữ nhịp bất kỳ hợp âm nào chứ không riêng gì là 17 nha các bạn. Có thể là đô trưởng hoặc là son trưởng, pha trưởng, rê thứ gì đó, nó sẽ có giữ nhịp bất kể hợp âm nào. Cho nên là trước hết thì ví dụ như 2 hợp âm đi, ví dụ như la và đô đi, các bạn cứ tập như vậy. Bắt đầu bấm la ha, bum tăng 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 chát, rồi chuyển nè, chuyển qua đô, bum chát, chuyển lại la, là đàn lại từ đầu, chát là hết nhịp, quay lại từ đầu thì cứ bấm la lại, bum tăng 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 chát, nó chuyển qua đô mới đàn kép xong mới đàn cái bum, rồi vẫn tiếp tục bấm đô và chát, bum chát, hết nhịp quay lại từ đầu, bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum tăng 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 chát chuyển chát bum tăng 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 chát chát bật chát bật tăng 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 chát chuyển chát bật chát. Đó là cái đó các bạn đưa hợp âm đô trưởng vô giữa nhịp đó. Đó ha, tăng 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 chát chuyển. Rồi cứ đàn bao nhiêu phát còn lại đàn tiếp chát bùm chát bùm chát bùm tăng 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 chát chuyển bùm chát bùm chát bùm tăng 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 chát chuyển bùm chát vậy ha. Rồi ví dụ la mi la với mi đi, đó thì là cái mi này sẽ là hợp giữa nhịp nè. Rồi đầu tiên bấm la bùm tăng 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 chát mi, đó là chát bùm là chát mi đó ha. Chát xong là tăng tăng xong nè chát, rồi mới chuyển qua mi, chuyển mi xong đàn bùm rồi chát bùm chát, hết nhịp quay lại từ đầu bùm tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la. Đó các bạn cứ tập như vậy ha, la với đô hay la với mi cũng được, hoặc la với rê la với pha cũng được, cứ như thế các bạn biết được chuyển ở chỗ đó là các bạn chuyển được. Cứ tập cho hai cái tay này nó quen để nó không bị chi phối giữa tay kia, dạng vậy ha, cứ như thế. Ví dụ la với mi cứ như thế đàn hoài bùm tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát đô chát bùm chát la tăng 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 chát đô chát bùm chát la, cứ như thế các bạn đàn hoài và đọc như vậy, đàn như vậy cho quen ha. Rồi ví dụ như hai âm xong thứ ba hợp âm, ví dụ la qua rê qua mi trở lại la, nó vào âm ha. Thì đầu tiên là các bạn cái đàn như thế này la tăng 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 chát bùm chát bùm chát, chuyển qua rê, cái này là ngay nhịp ha, rê rồi từ rê qua la qua mi nè, từ rê trở lại la và mi trong một nhịp. Cái mi này sẽ giữ nhịp nè rê tăng 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 chát, rồi mi giữ nhịp bùm chát trở lại la. Đó vậy đó ha. Rồi tóm lại các bạn cứ bắt hai cặp hợp âm nào cũng được, cứ chuyển cho quen tay. Ví dụ la và đô la tăng 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 chát đô chát bùm chát la tăng 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 chát đô chát bùm chát la, cái đô đó là giữ nhịp đó ha. Hoặc là la với mi la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la. Nó tập như vậy là các bạn sẽ quen tay thôi ha, và cái mi đó là giữ nhịp đó. Đó thì cứ la đàn hoài đi. Ví dụ các bạn đàn một vài nhịp của la đi, la hoài la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la. Rồi bây giờ bắt đầu cho cái giữ nhịp vào la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát mi chát bùm chát la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la tăng 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 chát bùm chát bùm chát la tăng 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 chát đô chát bùm chát la tăng 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 chát đô chát bùm chát la. Đó là cái đô và cái mi đó là giữ nhịp đó. Đó để các bạn áp dụng vào bài giống như lúc nãy mình mẫu các bạn tham khảo đó ha. Nó một bộ bài bài như vậy, sau này gặp bài nào cũng vậy, khi các bạn chuyển được như vậy rồi, cái tay các bạn quen rồi, thì khi áp dụng vào bài hát bất kỳ bài nào mà bất kỳ hợp âm nào, khi các bạn xem trên hợp âm á, trên mà hợp âm Việt và hợp âm chuẩn, trên những cái app hợp âm Việt âm chuẩn các bạn điểm hát á, thì các bạn thấy rất là nhiều, hầu như bài nào cũng sẽ có hợp âm giữ nhịp ha. Đa phần cũng có bài nó sẽ không cần giữ nhịp vẫn được, tuy nhiên đa phần nó sẽ có hợp âm giữ nhịp, cho nên là lúc đó các bạn không biết chuyển thế nào. Đó trên cái app mà hợp âm chuẩn hợp âm Việt á, thì sau khi bạn tập cái cách này xong thì các bạn nhìn vào hợp âm Việt và âm chuẩn, các bạn chuyển nó sẽ đơn giản thôi. Tại vì mà trước hết muốn chuyển được thì các bạn cho mình nói phải tập cho nó quen hai cái tay trái và tay phải, tập làm sao để tay phải cứ điệu bô mà đàn, còn tay trái khi thấy hợp âm nhìn vô âm chuẩn âm Việt gì đó bài nào đó, khi thấy hợp âm thì tay trái cứ chuyển qua hợp âm đó, rồi tay phải đàn phách mấy cũng kệ nó, tay trái cứ chuyển qua, rồi khi trở lại thấy hợp âm khác tay trái cứ chuyển hợp âm khác, còn tay phải đang đàn tay phách mấy thì việc của tay phải, dạng vậy nha. Đó thì trước hết tập như vậy, giống như lúc nãy mình chia sẻ các bạn cách tập, tập được rồi sau này các bạn nhìn vô những cái app đó, nhìn hợp âm đó, bất kể hợp âm nào giữ nhịp nhìn vào các bạn sẽ chuyển được ngay. Nó chuyển qua son, chuyển qua pha gì đó, chuyển qua rê qua đô qua mi gì đó, cứ thấy hợp âm đó chuyển giữ nhịp thì chuyển. Lúc trước các bạn đàn các bạn thấy ồ sao hợp âm này chưa hết nhịp mà nó lại có hợp âm đó, các bạn chuyển các bạn bị khựng không được, Cho nên thường các bạn cũng bỏ âm đó, không chuyển, các bạn chuyển âm cuối câu hát để cho nó dễ và nó quen. Nhưng mà sau khi bạn tập điểm này xong thì các bạn sẽ chuyển luôn những âm đó cho mình, thì các bạn thấy một câu hát các bạn điểm nó sẽ hay hơn nhiều so với các bạn đàn bình thường không chuyển giữ nhịp. Dạng vậy ha. Rồi chắc là các bạn cách chuyển một lần nữa. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ các bạn một bài chia sẻ hợp âm, cũng những bài các bạn đã được tập những bài trước thôi ha. Kiếm bài nào các bạn đã được tập để các bạn quen. Những bài các bạn tập được rồi nhưng mà chưa chuyển giữ nhịp. Bây giờ thử đưa giữ nhịp vào, mình đặt lại hợp âm, tức là thêm hợp âm vào thôi. Thêm một chỗ nào cần thiết thì mình sẽ thêm vào, chỗ đó giữ nhịp cho nó hay thì mình sẽ thêm âm vào để các bạn chuyển giữ nhịp chỗ đó cho nó hay hơn xíu, dạng vậy nha. Chút xíu mình chia sẻ. Rồi bây giờ nhắc lại chuyển âm giữ nhịp là bum tăng 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 chát. Rồi chuyển giữ nhịp. Rồi đang tiếp tục bình thường. Bum chát bum chát. Rồi trở lại từ đầu. Bum tăng 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 chát. Chuyển giữ nhịp. Rồi sau đó mới đàn cái bum bum, rồi sau đó cứ đàn cho hết nhịp bolero. Chát bum chát. Trở lại từ đầu. Bum tăng 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 chát mi chát bum chát la tăng tăng chát mi chát bum chát la. Hai cái mi đó là giữ nhịp. Và lưu ý cứ sau tăng tăng chát cái rồi chuyển xong đàn cái bum là phát ba, rồi sau đó chát bùm chát hết nhịp, quay lại từ đầu. Bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát bùm tăng tăng chát. Nó chuyển giữ nhịp ha. Rồi ví dụ la qua đô bùm tăng tăng chát đô chát bùm chát là nó. Ví dụ pha cũng vậy, ví dụ la pha bùm tăng tăng chát pha chát bùm chát là tăng chát pha là nó, cứ thế làm hoài. Cái pha đó là giữ nhịp vậy ha. Các bạn cứ tập như vậy dần là sẽ quen hai cái tay nha. Cách này thì cái đàn mà bình thường ngay nhịp thì dễ rồi, các bạn áp dụng được hết rồi nha. Nhưng bây giờ tập thêm cho mình cái cách chuyển giữ nhịp nữa ha. Rồi tập được cách chuyển giữ nhịp này thì sau này các bạn sẽ bắt đầu tập chèn hợp âm màu, nó sẽ hay hơn nữa nha. Nhưng mà để chèn hợp âm nào, hợp âm màu thì các bạn phải chuyển được giữ nhịp mới chèn hợp âm màu được. Tại vì hợp âm màu nó cũng đưa vào ngay chỗ giữ nhịp chứ không có ngay nhịp. Kết thúc nhịp thì nó sẽ về lại những cái hợp âm đi theo chủ âm rồi. Ví dụ từ la tông la thứ đi, thì cái dụ kết thúc bài hát hay là kết thúc câu hát của bài cuối đó, của con đoạn cuối câu hát đó của bài hát đó, thì nó về lại la thứ. Nhưng mà trước khi về la thứ các bạn phải đưa vào một âm màu đó, hoặc là từ la thứ nó chuẩn bị câu hát chuyển qua rê thứ, mà trước khi chuyển qua rê thứ mình sẽ đưa một âm màu vào đó. Thì cái đưa hợp âm màu nó vào thì nó cũng đưa giữa nhịp chứ không ngang nhịp. Tại ngang nhịp nó về rê thứ rồi ha. Hoặc là câu hát từ la thứ nó qua, hoặc từ mi bảy nó qua la thứ đi, mà trước khi về la thứ là mình sẽ đưa một âm màu vào đó. Tại vì về la thứ là cuối câu hát rồi, là ngang nhịp rồi, nhưng mà mình sẽ đưa một âm màu vào ở giữa câu hát đó là, thì tóm lại đó là giữa nhịp. Thì bây giờ các bạn phải tập cách chuyển âm giữa nhịp trước đã, để sau này các bạn mới đưa hợp âm màu vào được nha. Rồi tới đó mình sẽ nói các bạn tiếp nha, âm màu của từng hợp âm là hợp âm màu là cái âm nào, dạng vậy nha. Rồi bây giờ các bạn áp dụng thử bài để coi những bài ở những bài trước các bạn tập rất nhiều ha. Thôi để lại một bài đi. Mình sẽ đặt hợp âm ha. Rồi mình đây mình đọc luôn đi. Rồi mình cũng sẽ ghi ở phần comment để các bạn nhìn vào. Và mình cũng sẽ ví dụ như để khác, ví dụ hợp âm bình thường đi theo tông la thứ rê thứ, những âm ngay nhịp á thì mình cũng để cái ngoặc đơn ha, để ngoặc đơn. Còn bây giờ cái hợp âm nào giữ nhịp có thể là mình sẽ để cái ngoặc kép hoặc là ngoặc vuông gì đó để các bạn hình dung, các bạn phân biệt được cái hợp âm đó là âm giữ nhịp ha. Đó. Rồi, ví dụ nè, đoạn 1 bài thì cũng bài giọt lệ đầy trang đi ha các bạn. Bây giờ và không cần nhịp âm ha. Bây giờ các bạn đưa một cái đô trưởng vô cho mình thôi. Rồi. Chỗ nào đưa thì mình sẽ bây giờ mình đọc nè. Ví dụ những ngày xưa bài này các bạn đã được tập những bài trước rồi đó thì hợp âm các bạn nắm được ha. Bây giờ mình thay đổi chút xíu thôi và đưa giữa nhịp vào, dạng vậy ha. Ngày xưa là thứ ai lá, ngày này giữa nhịp nè. Đó, đưa cái đô trưởng giữa nhịp vào. Canh vang về lại rê thứ. Đó. Rê thứ này là ngang nhịp. Ví dụ những clip trước các bạn đàn ngày xưa ai lá ngọc canh vàng, nó vậy thôi, nó vẫn được. Bây giờ đưa cái đô trưởng vào. Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng. Đó. Để chi? Để các bạn tập làm quen, chuyển cho nó quen ha. Tập được hết bài này đi, chuyển được giữa nhịp vậy nè. Cách chuyển giữ nhịp lúc nãy mình chia sẻ các bạn cách chuyển rồi đó. Tập được rồi, áp dụng thử bài này, được bài này rồi sau này bất kỳ bài nào gặp bài nào, hoặc là các bạn xem trên hợp như mình nói hợp âm, trên hợp âm chuẩn âm Việt gì đó là các bạn chuyển được hết nha. Tại cái tay các bạn quen rồi, các bạn nắm được cái cách rồi, chuyển được ngay phát ba, ngay cái bum đó, đó là sau này gặp là các bạn chuyển được. Nhưng mình nói tùy bài nha các bạn, không phải một số bài các bạn chuyển phách ba các bạn thấy nó không hợp là bài đó không được nha. Như mình nói là đa phần chứ không phải là tất cả mọi bài đều chuyển ngang phách ba nha các bạn, lưu ý chỗ đó nha. Chứ để sau này các bạn nói ở sân nói ngang phách ba mà tới bài để chuyển phách ba thấy nó không vào ha. Nhưng mà đa phần tất cả những cái bài quen thuộc với các bạn là thường nó chuyển lên ngang phách 3 là các bạn chuyển nha. Còn gặp một số bài khác thì nó sẽ không ngang phách 3. Nhưng mà khi các bạn chuyển được rồi thì sau này nó ngang phách mấy các bạn cũng nắm bắt được, các bạn canh được, các bạn chuyển được hết rồi ha. Rồi. Ngày xưa ai lá này là lá chuyện của đội trưởng, lá ngọc canh vàng chỉ là đề thử ngay nhịp ha. Ngày xưa ai quyền, ngày quyền này nè, đưa cái giữa nhịp vào, đội trưởng vào ha. Ngày xưa ai quyền quý cao sang, nó sẽ hay hơn. Ví dụ các bạn không đưa đô trưởng chỗ này, ngày xưa rê thứ ai quyền quý cao sang, vậy lại là thứ cũng được luôn. Ngày xưa ai quyền quý cao sang cũng được luôn, nhưng mà không hay bằng ha. Bây giờ đưa giữa nhịp vào. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Rồi cứ tiếp tục nè. Em chính em ngày xưa đó. Rồi chỗ này 17 không? Em 17, chính em ngày xưa đó 17 luôn. Rồi ước xây đời đô trưởng lên cột đình nhân gian 17. Ở chỗ này ngay nhịp không ha, chỉ có hai cái đô trưởng ở chỗ đó giữa nhịp. Thường hết đoạn 1 thì nó sẽ ít có sử dụng âm giữa nhịp, vẫn có bài nó vẫn giữa nhịp nha các bạn. Như mình nói thì nhạc thì nó đa dạng phong phú lắm, không phải là tất cả mọi bài đều giống nhau đâu nha. Rồi ví dụ qua đoạn 2, ngày xưa cầu lót hay các thứ thì mình cái bài này mình chia sẻ các bạn rồi ha. Các bạn cứ gõ là, nếu bạn nào chưa xem bài này các bạn cứ gõ là giọt lệ đài trang guitar cấp tóc là nó sẽ ra nha. Rồi còn nếu mà bạn nào xem rồi thì các bạn đã đàn được rồi, bây giờ thay đổi chút xíu thôi ha, là các bạn nắm được. Cho nên là những câu lót, những bạn nào xem rồi lót như thế nào các thứ thì mình đã chia sẻ rồi ha, các bạn cứ áp dụng y chang vậy. Bây giờ chỉ là cái thêm âm giữa nhịp vào thôi ha. Rồi đoạn 2, ngày xưa ai mến, nghe này đô trưởng giữa nhịp nè, mến nhạc cung đàn về lại rê thử đó, giống như đoạn 1 đấy, đoạn 2 y chang đoạn 1 đàn. Rồi tiếp tục nè, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang, ngày chữ nghệ đó là chuyện giữa nhịp cái đô trưởng đó. Ngày xưa ai nghệ đó, ngày xưa là đây bát rồi nè, bum tăng 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 chát nghệ sĩ lang thang, nó chát bum mà cái bum là các bạn chuyển cái đô trưởng và hát chữ nghệ ha. Ngày xưa tăng 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 chát ai nghệ đó, ngày này chuyển đô trưởng nghệ sĩ lang thang, rồi trở lại la thử vậy đó ha. Rồi tôi chính tôi ngày xưa đó 17 không ha, giống đoạn 1 đó, cũng đeo vòng đô trưởng mơ người đêm lâu hoa nọ, nghe chữ người nè chuyển 17 giữa nhịp nha. Cũng đeo vòng, hồi lúc trước các bạn tập bài này ngay chỗ này các bạn sử dụng 17, tại lúc đó các bạn chưa tập giữa nhịp cho nên chỗ đó mình đặt cho các bạn là hợp âm 17. Cũng đeo vòng mơ người đêm lâu hoa về lại la thử, nó vẫn được, vẫn hay, nhưng mà không hay bằng, thêm giữa nhịp vào hay hơn nữa. Cúng đeo bông, bây giờ không đặt 17 mà các bạn đặt đô trưởng. Cúng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa đó, cúng đeo bông đô trưởng mơ là ngay nhịp ha. Mơ người, ngay người này là 17 giữa nhịp nè, mơ người đẹp lâu hoa về lại la thử ha. Cúng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa đó, vậy đó ha. Rồi hết đoạn 2 rồi, cũng sử dụng câu lót rồi chuyển điệp khúc thì cũng như bài trước mình chia sẻ rồi ha. Rồi bây giờ tới điệp khúc, thì quạt chả bữa rô. Rồi một hôm tôi gặp nàng nọ, bài trước các bạn chỉ quy câu này chỉ là thứ. Bây giờ rồi một hôm tôi gặp nàng, ngày chữ hôm chuyển đầu trưởng giữa nhịp ngày chữ hôm ha. Rồi một hôm tôi gặp nàng, các bạn muốn quạt chả thì áp dụng cũng như vậy thôi ha. Bưng tàng băng tán là rát rát chát rồi chuyển. Còn không thì các bạn điệp khúc khỏi quạt chả, đàn điệp kiểu căn bản luôn đó, để các bạn hình dung được là chuyển ngay cái bum. Rồi một hôm tôi gặp nàng đó, rồi một hôm tôi gặp nàng, ngày hôm ngày đô trưởng đó là giữa nhịp nha. Nếu bạn quạt chả thì bum á là cái bum là bum tắt bắn rát 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 bum rát 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 chát rồi chuyển thì cũng bum chát bum chát bum y như vậy thôi ha. Rồi thì các bạn muốn áp dụng quạt chả cũng được, mà không thì cứ đàn căn bản cũng được. Rồi nghĩa đô trưởng nó giữa nhịp đó, đem tiếng hát cùng đàn rê thử, đàn với niềm yêu lai láng. Chỗ này clip trước không có giữa nhịp, bây giờ đưa cái đô trưởng vào. Tiếng hát cùng đàn rê thử với niềm yêu lai láng, nghe chữ niềm đó là giữa nhịp ha, nghe đô trưởng đó, đô trưởng nghe chữ niềm đó. Niềm yêu lai láng vậy đó ha. Rồi về lại la thử. nhưng ta ngồi quá bè bàn. Chỗ này không có nhịp rồi, các bạn cứ hoặc là mình ghi màn hình ha. Son trưởng bớt tiếng hát cung đàn, đang là đồ trưởng nàng chẳng màng còn chế chán mi bãi. Nhiên là thứ đươi thấy lắm phù phang nè, nhiên đươi thấy lắm phù phang. Nghe nhịp không ha, nhưng bây giờ đưa đồ trưởng vô nghe chữ thấy á, nhiên đươi thấy lắm phù phang. Đó, đưa vô vậy cái đồ trưởng nó giữ nhịp, để các bạn tập cho nó quen cái tay nha, để sau này các bạn không bị khựng giữa hai tay. Chứ bạn thật ra câu này các bạn không đưa đồ trưởng nó vẫn được, các bạn nghe vẫn hay, nhưng mà cứ đưa đồ trưởng vào nó sẽ hay hơn, và để hai tay các bạn tập chuyển cho nó quen giữ nhịp á ha. Nhịp đôi tay lắm phù phang đó, về lại là thứ mương tiếng hát cũng đang gây thứ với niềm yêu ly dĩ vãng. Rồi tại chỗ này để nhịp nè, với niềm đưa đồ trưởng vào nữa ha. Như mình nói, đưa một cái đồ trưởng vào thôi, không cần nhiều. Sau này sẽ những bài khác nó sẽ có rất là nhiều âm chứ không về đồ trưởng nha các bạn, nó sẽ có rất nhiều âm khác các bạn đưa giữ nhịp đó. Với niềm là đồ trưởng nè, mương tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vãng. Nó đưa đồ trưởng vào giữ nhịp ha. Rồi cứ tiếp tục, nhưng theo quá bè giống tố lan tràn, rồi son trưởng lên gác tía huy hoàng, đồ trưởng hoàng siêu đồ theo nước mặn nàng. Nó lên gác tía huy hoàng, đồ trưởng nè, siêu đồ theo, theo này 17 giữ nhịp ha. Huy hoàng siêu đồ theo nó nước mắt nàng đó, vậy ha. Đó, cái mi bảy nó sẽ là giữ nhịp. Ví dụ như các bạn không đưa mi bảy cho giữ nhịp chỗ này thì cũng được, nhưng mà không hay. Lên gác tía huy hoàng siêu đồ theo nước mắt nàng, vậy lại là thử thôi, không giữ nhịp cũng được nhưng mà không hay bằng. Bây giờ đưa mi bảy vô chỗ nghe theo ha. Lên gác tía huy hoàng siêu đồ theo nước mắt nàng, nó vậy ha. Rồi là hết điệp khúc. Hết điệp khúc thì lót câu thì mình nói bài trước này ha. Rồi bây giờ cái đoạn 3, đoạn cuối, bây giờ tới đoạn 3, đoạn 4 thì hai đoạn cuối nữa. Rồi còn đâu đâu lá ngọc cành vàng nọ, thì đoạn 3 này giống như đoạn 1. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng cũng được nhưng mà không hay ha, cho nên ngay chỗ lá chuyển đồ trưởng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng nọ, nó sẽ hay hơn dạng vậy nha. Rồi cái đồ trưởng nó sẽ là giữ nhịp. Còn đâu đâu quyền quý cao sang, ngay quyền này giữ nhịp nè. Còn đâu đâu quyền quý cao sang, vậy đó ha. Còn đâu đó, đâu là còn đâu tăng 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 chát quyền quý cao sang chát, chuyển giữ nhịp xong mới đàn cái bum. Đâu tăng 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 chát quyền quý cao sang, nó bùm ngày chữ quyền và ngày đó đồ trưởng ha, là giữ nhịp đấy ha. Cao sang vậy là thứ em trên em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạc vừa trắng giang, rồi hợp âm giống như đoạn 1 vậy ha. Rồi tới qua đoạn 4, đời tôi văn tiếng nhạc cung đàn, rồi chỗ này đưa âm giữ nhịp trong ngày chữ tiếng đó. Đời tôi văn tiếng nhạc cung đàn, nó vậy đó ha. Rồi giống như cái đoạn 2 vậy thôi, đoạn 4 như đoạn 2, đoạn 3 như đoạn 1. Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang, nó giống như đoạn 2. Đời tôi vẫn nghệ, ngày nghệ này chuyển qua đồ trưởng là giữ nhịp ha. Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang, vậy là thứ là bình thường nghe nhịp. Em nhớ xưa rồi em khóc tôi thốn buồn, nó chỗ này lúc trước sử dụng 17, bây giờ đổi qua đồ trưởng. Tôi thốn buồn hương giọt, giọt này là 17 giữ nhịp ha. Giọt lệ đai tráng, vậy là thứ nè. Tôi thốn buồn hương giọt lệ các bạn, thì tóm lại đoạn 4 nó y như đoạn 2, đoạn 2 thế nào đoạn 4 các bạn áp dụng vậy. Thì đây là mình đưa mẫu các bạn một bài như bài dọn lại đầy trang này ha. Còn intro hay lót câu các thứ mình đã chia sẻ các bạn rồi, hoặc là các bạn qua kênh Điêu Chương á thì mình cũng chia sẻ bài này rồi, các bạn cứ gõ Điêu Chương là sẽ ra bên kênh đó thì mình chia sẻ. Nói chung cách chuyển âm giữa nhịp này mình cũng chia sẻ bên kênh Điêu Chương rồi, nhưng mà bên này là giáo trình guitar cấp tốc và đa phần toàn những bạn mới bắt đầu chơi guitar, cho nên bên này mình chia sẻ thật chậm, thật chi tiết hơn nữa để bạn nào cũng áp dụng được nha. Còn các bạn muốn tham khảo nhiều hơn nữa về bolero cũng như những điều khác, rất là nhiều điều, thì các bạn cứ gõ Điêu Chương là sẽ ra kênh đó. Bên kênh đó thì mình chia sẻ nó đa dạng phong phú và đủ thể loại, và cũng không có đánh số tự, tại vì lúc đó chia sẻ thì không có theo trình tự, cho nên bây giờ mà các bạn tập từ đầu thì hơi khó, cho nên mình làm cái kênh này là để các bạn tập từ đầu tới cuối, đánh số tự rõ ràng để các bạn theo dõi cho nó dễ dạng vậy ha. Còn muốn tham khảo nhiều hơn nữa thì các bạn cứ qua kênh Điêu Chương, rất là nhiều bài, tất cả các điệu solo rock, habanera, cha cha, disco, remix, những câu bass, những câu intro mẫu các thứ, nói chung nhiều lắm ha, các bạn cứ qua bển nha. Rồi Rồi thì hôm nay coi như là xong cái bài 43 cho các bạn cứ thử tập cái cách mà mình nói cho các bạn tập chuyển giữa nhịp trước, được rồi áp dụng vào bài Nhật Lệ Đại Trang này, được rồi sau này các bạn có thể vào bất kỳ bài nào trên hợp âm chuẩn, hợp âm Việt mà thấy hợp âm giữa nhịp là các bạn chuyển được ngay nha. Cứ chuyển mới thì chắc chắn các bạn sẽ bị dấp bị khựng rồi, ai cũng vậy thôi. Cái hai cái tay nó chưa có làm việc độc lập được ha, nó phụ thuộc vào tay kia mãi là tay này bị khựng liền đó. Nhưng mà tập thường thì sẽ được, các bạn cứ tập, ví dụ bữa nay không được ngày mai chắc chắn sẽ được, rất là dễ thôi. Các bạn thấy như mình nói là ngay phát ba bum tăng 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 chát chuyển bum chát bum nó đạt hết nhịp chuyển lại hợp âm khác, vậy thôi ha. Ngay lưu ý ngay phát ba là được, trước mắt cứ tập như vậy đi nha các bạn. Sau này thì tới những cái bài mình chia sẻ các bạn bất kỳ bài nào mình nói hợp âm chỗ này giữa nhịp là các bạn biết, cái chuyển này, tới đó mình không nói nhắc lại cách chuyển nữa nha các bạn. Cho nên là đây là giáo trình đi theo từ những bài đầu tới những bài sau, cho nên những bài đầu này các bạn phải tập và áp dụng được để sau này các bạn tập những bài sau khi mình nói chỗ hợp âm này giữa nhịp là các bạn áp dụng được liền, dạng vậy nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở bài số 44.